Tôi không nói cái vấn đề đấy là các bạn ở đây là các bạn sai. Tôi là tôi thấy là các bạn làm đúng. Chỉ có điều là tôi cảm giác như là ngày hôm đấy bạn với cả Tuấn làm nó hơi quá tay. Dù sao thì người ta cũng là phụ nữ, bạn hiểu không? Chết vì gái là cái chết tê tái, bạn hiểu không? Rồi sẽ có một ngày bạn phải quay lại và xin lỗi bọn tôi và cảm ơn bọn tôi đã can thiệp. Tôi không có trà đạo gì nữa, đi gặp khách. Này này, đi gặp đối tác mà bạn ăn mặc một cách phèn này à? Sao? Ôi dồi ôi, bạn ơi, bạn phải sang lên, hiểu không? Để tôi lên tôi lấy cái điện thoại, xong rồi tí nữa tôi đèo bạn về thay bộ quần áo mới. Ủa? Bản thân ơi, hay vui lên nào. Hoa nhịp cơ. Hả? Ly nhắn tin à? Alo? Này, xong chưa? Nhanh lên! Ờ, ở đây đây đây, xuống luôn đây, nhá. Biết rồi. Váng đầu luôn. Quần áo như kiểu là mấy tháng mà ông giặt đi. Xem nào. Ở đây rồi, số điện thoại. Em chào chị ạ. Em gái anh Tùng xinh gái đáng yêu quá. Chị cứ quá khen thôi. Em thấy chị mới xinh xắn và đáng yêu ấy. Chị xinh thế này, thế mà anh Tùng chẳng giới thiệu cho em gì cả. Cũng lâu rồi chị chưa gặp anh Tùng. Với cả là chị có nhắn tin cho anh ý, nhưng mà anh ấy không trả lời. Chắc là anh ấy vẫn đang giận chị em ạ. Anh Tùng nhà em giận chị á? Chuyện linh tinh thôi mà, không có gì đâu em. Mai, xuống bán hàng cho mẹ, anh đi có việc bây giờ. Chị ơi, em phải xuống bán hàng cho mẹ em đây. Hay là chị qua đây chơi với em đi. Chị em mình sẽ nhiều thời gian nói chuyện hơn với nhau nhá. Để em gửi địa chỉ cho. Ừ, được, để chị qua. Ok, em chào chị. Fan này hai ông kia tha hồ mà tức. Tự nhiên thấy mình thân với hồ ly. Chị là chị Ly à? Ừ, em là Mai đúng không? Vâng ạ. Ôi, ở ngoài chị xinh hơn trên hình đấy nhá. Em cứ quá lời. Em mời chị ngồi ạ. Ừ. Hôm nay nhá, chị uống gì em sẽ phục vụ chị tận tình luôn. Cảm ơn em. Thế anh Tùng đâu hả em? Anh Tùng với cả anh Mạnh đi ra ngoài có chút việc rồi ạ. Chắc là chuẩn bị quay lại bây giờ đấy. Chị đợi một tí nhá, em lấy nước cho chị. Em mời chị ạ. Chị cảm ơn. Em nghĩ là chị cũng thích uống trà giống anh Tùng nhà em. Em tinh tế thật đấy. Chị cũng thích uống trà lắm. Ôi, em nhớ ra rồi. Anh Tùng nhà em nhá, còn trồng rất nhiều hoa ly ở trên tầng 2 cơ. Bảo sao hay chơi với những người tên Ly. Đúng rồi, chị thích hoa ly lắm. Mời em uống nước nhá. Này, sao anh Tùng với cả anh Mạnh đi đâu mà lâu về thế nhở? Em chỉ biết là hai anh ấy đi ra ngoài có chút việc thôi. Chứ còn đi đâu thì em cũng không rõ nữa. Hay là hôm nay chị cứ về trước đi. Thế cũng được. Để hôm khác chị qua lại vậy. Hôm nay để chị đến rồi uống mấy cốc nước. Em cũng ngại quá. Có gì đâu, được qua nói chuyện với em, thế là chị vui rồi. Thế thì 4 cốc nước của chị hết 190 ạ. Chị gửi,
không cần phải trả lại tiền thừa cho chị đâu. Ồ, như thế làm sao mà được ạ? Thôi, em cứ coi chị như là chị gái ấy, nhá. Ồ, em cảm ơn ạ. Chị về đây. Chị Ly ơi, nhưng mà em còn nhiều quá em cũng ngại lắm. Làm gì đấy? Nhà chị cũng ở gần đây không? Con Mai nhà tôi đã đứng với ai xung quanh đấy nhỉ? Còn ai nữa ngoài con hồ ly tinh của ông đấy? Con hồ ly tinh nào của tôi? Ăn nói linh thàn thuyền. Sao chúng nó lại quen nhau được nhỉ? Này, tôi mới là người phải hỏi ông câu đấy đấy nhá. Cái gì? Hả? Ê, ông bị làm sao đấy? Tôi với cả nó lâu lắm rồi có quan hệ gì với nhau đâu mà. Thế tại sao nó lại ở đây? Biết sao được mà nó lại còn chơi với cái Mai nữa. Không biết. Để tôi gọi anh Tuấn. Thôi, này. Ông đừng có gọi cho cái thằng đấy. Tính nó đã đàn bà sẵn rồi. Nó lại nghĩ tôi với cả con này léng phéng gì với nhau ấy. Ông không léng phéng mà nó ở đây được à? Ông không léng phéng mà nó chơi với con Mai à? Tôi đã bảo tôi không biết rồi. À này, có khi nhá, cái trò này là do con Mai nó bày ra cũng nên ấy. Để yên, để tôi vào tôi hỏi. Đợi đã. Mai. Sao? Sao cái gì? Tại sao mày lại quen được cái Ly? Nói. Em không nói đâu. Mày có nói không? Tại sao mày lại quen được nó? Sao anh phải căng thẳng thế nhở? Em không nói đấy. Anh định làm gì em? Mày có định làm gì không? Nào. Tao nói cho mày biết em nhá. Em không nói. Bình tĩnh đã xem nào. Con bé có lỗi gì đâu. Em có lỗi gì đâu nào. Ai có lỗi thì tự biết. Đấy, ông thấy không? Ông thấy cái thái độ của nó không? Cái con này nó lắm trò lắm, nó không hiểu được đâu. Biết rồi, ra đây tôi bảo. Đây bảo. Bây giờ như này. Tôi nghĩ là ông phải bảo với cái Mai là chấm dứt mối quan hệ với con hồ ly tinh kia. Chứ không có ngày là ối rồi ôi đấy. Thì việc đấy tôi cũng biết. Nhưng mà ông không thể nào mà hiểu được. Tôi với cả nó ấy, từ bé cho đến lớn, không bao giờ nói chuyện với nhau được quá hai câu cả. Cứ nói chuyện với nhau là y rằng nó lắm trò lắm. Hay là có khi là con bé nó trả thù tôi vụ hôm qua cũng nên. Trả thù vụ hôm qua ấy? Đấy, nhìn ánh mắt hình viên đạn đi kia cơ mà. Cũng có thể đấy. Không nhỉ? Nói tôi à. Bây giờ nhá. Ông khuyên được nó thôi. Thế nhá. Ok. Mai này. Mai cho anh xin lỗi nhá. Anh xin lỗi chuyện gì? Chuyện mà anh có người yêu ấy. Chả liên quan. Thì cái này thì bọn anh thực ra là cũng chỉ bày trò thôi, chứ không có gì đâu. Bày trò? Ừ. Sao anh phải bày trò? À, hay là anh bị tưởng bở? Thế không phải là em nói với anh là trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần anh cơ à? Cái gì? Đấy là anh bị nằm mơ rồi, bây giờ đang ban ngày đấy. Em ý, em rất nghe lời mẹ em. Mẹ em bảo là em còn nhỏ tuổi, em không được quan tâm đến chuyện yêu đương. Tập trung vào học hành, nhá. Thế là thế nào? Lúc thế này, lúc ấy thế kia. Chả biết đâu mà lần. Cay chua. Cuối cùng ý, thì mình cũng trả thù được. Chào chị ạ. Hello Mai, anh Tùng với cả anh Mạnh đã về chưa hả em? Hai người về ngay sau lúc chị về. Thế á? Biết thế chị ở lại thêm tí nữa. Không, em thấy chị về như thế là hợp lý rồi. Ở lại thêm ý, không nên đâu. Ý em là sao? Thì có lẽ là hai người chưa quên được chuyện cũ, thế nên là ở lại thì cũng sẽ không đón tiếp nồng hậu được. Chuyện đấy thì chị cũng không biết phải làm thế nào ấy. Cái này thì chuyện của người lớn, em không dám can thiệp. Nhưng mà có lẽ em không dám gặp chị nữa đâu. Cái gì?
gặp cà phê thôi cũng không được à? Thì nếu mà gặp ý, hai người phát hiện ra em khó xử lắm. Thôi đành vậy. Chào em nhé. Vâng ạ, em chào chị. Chuyện của người lớn phức tạp thật đấy.